Hello cả nhà hello, welcome back Dung Phan Cuộc Sống Mỹ. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây kính mời quý thính giả đến phần tin tức 5 giờ chiều. Được thực hiện bởi chị Như Tuyền tại Dallas và Đỗ Phúc tại Houston. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý thính giả hai miền, cũng như xin được mến chào chị Như Tuyền tại Dallas, Houston. Hôm nay là một ngày cũng khá là đẹp. Hiện bây giờ bên ngoài thì ánh nắng vẫn còn chan hòa, bầu trời trong xanh, nhiệt độ ghi nhận khoảng 92 độ, tối hôm nay xuống thấp 72 độ, cơ hội mưa rất thấp, chỉ khoảng 6% cho đêm nay tại Houston mà thôi. Ngày mai ngày thứ năm thì cơ hội mưa cũng còn rất là thấp, 6% cơ hội mưa cho ngày mai ngày thứ năm, khi mà lên cao nhất cho 3 ngày sẽ là 93 độ và xuống thấp về đêm là 72 độ. Ngày thứ sáu thì cơ hội mưa tăng chút ít, 25% cơ hội mưa cho ngày thứ sáu tuần này tại Houston. Nhiệt độ thì cũng không có thay đổi lắm, cao nhất cho 3 ngày sẽ là 91 độ và xuống thấp về đêm sẽ là 74 độ. Hai ngày cuối tuần, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật tại thành phố Houston thì cơ hội mưa cũng không có thay đổi. Ngày thứ bảy 25% cơ hội mưa, nhiệt độ thì hơi mát một chút xíu, 87 độ là cao nhất cho 3 ngày, trong khi xuống thấp về đêm sẽ là 74 độ. Sang ngày chủ nhật thì 92 độ là cao nhất cho 3 ngày và xuống thấp về đêm là 72 độ. Cơ hội mưa cho ngày chủ nhật cuối tuần chỉ khoảng 15-20% mà thôi. Nói chung thì Houston trong tuần lễ này thì cũng sẽ là những ngày mà không có mưa, vì cơ hội mưa rất là thấp, cao nhất là chỉ hai ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy mà thôi, 25% cơ hội mưa, cũng nói chung là sẽ không có mưa tại thành phố Houston, mặc dù thời tiết thì cũng tương đối là dễ chịu một chút yếu. So với những tuần lễ trước thì thứ bảy tuần này sẽ là ngày mát nhất tại thành phố Houston, khi mà lên cao nhất cho ban ngày sẽ là khoảng 87 độ mà thôi. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào thưa chị Như Tuyền? Vâng, từ Dallas Như Tuyền gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào Đỗ Phúc. Dallas ngày hôm nay cũng có một ngày trời rất là dịu dàng, nắng đẹp, không có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 86, hiện tại bên ngoài là 83 độ F. Nhiệt độ thấp nhất của ngày là 60. Đêm hôm nay thì bầu trời trong, gió với vận tốc từ 7 đến 8 dặm trên giờ vào ban đêm. Và ngày mai cũng là một ngày trời nắng đầy. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là 96 và thấp nhất là 58. Và ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 92, thấp nhất trong ngày là 57, cũng là một ngày trời nắng ráo, không mưa, nắng đầy. Và ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 93, thấp nhất là 58 và cũng là một ngày không có xác suất mưa với trời nắng đầy. Và ngày chủ nhật có lẽ là ngày đẹp nhất đây. Trời nắng ráo để bà con có thể đi chùa, đi nhà thờ cuối tuần, nhiều cái activity
outdoor ở ngày cuối tuần. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ có 84 và thấp là 47. Nói nhìn chung đó thì từ hôm nay cho đến mãi thứ bảy tuần sau đó thì không có xác suất mưa và đều là những ngày trời mùa thu nắng đầy, mà nắng mùa thu á thì rất là dịu dàng, cho nên nắng đầy là rất là đẹp luôn, vàng dịu dàng. Và tuần sau thì nhiệt độ sẽ cao nhất trong ngày, ngày nào cũng không có trên con số 90 đâu, cho nên tôi nghĩ rằng là tuần sau là một cái tuần đẹp nhất luôn của mùa thu. Trở lại với Đỗ Phúc. Chào vâng, cảm ơn chị Như Tuyền với phần tin thời tiết của Dallas. Mà nghe chị mô tả mùa thu thì cảm thấy là đúng là quá là đẹp, nắng đẹp và trời thì không có mưa, gió dịu dịu mát thì rất là lý tưởng trong những thời gian sắp sửa tới đây. Và mở đầu phần tin tức trong giờ chiều ngày hôm nay là các bản tin thế giới. Bản tin đầu tiên có liên quan đến Hàn Quốc, thì Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh khai triển vận tải cơ đến Trung Đông, di tản công dân về nước vì lo ngại xung đột của khu vực leo thang. Tổng thống đã ra lệnh lập tức khai triển vận tải cơ đến di tản công dân Hàn Quốc và nhấn mạnh rằng bảo vệ công dân đang ở Israel và Trung Đông là ưu tiên hàng đầu. Chi Jong Hae Jong là người phát ngôn của chính phủ vào ngày 2 tháng 10 đã thông báo kết quả họp khẩn giữa Tổng thống của Hàn Quốc và các thành viên của chính phủ Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao của Hàn Quốc cho biết khoảng 130 công dân nước này đang ở Lebanon, 110 người tại Iran và 480 người ở Israel. Vận tải cơ của quân đội Hàn Quốc sẽ đón những người này về nước và sẽ tránh bị ảnh hưởng từ tình hình xung đột leo thang. Ông Yoon cũng yêu cầu chính phủ khởi động hệ thống giám sát liên tục tình hình Trung Đông, đánh giá rủi ro phát sinh và tiến hành các biện pháp đón đầu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước. An ninh tại Trung Đông có liên quan trực tiếp đến giá dầu thế giới và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng và chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Ông Jeong Hae-jong đã cho biết, Hàn Quốc là nước nhập cảng dầu thô nhiều thứ tư trên thế giới với nguồn cung cấp chủ yếu từ Trung Đông. Được biết căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau khi Iran đêm 1 tháng 10 đã tiến hành chiến dịch gọi là lời hứa đích thực 2, phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự của Israel. Giới chức Iran khẳng định rằng nước này đã phóng gần 200 tên lửa, trong khi lực lượng phòng vệ của Do Thái, tức là IDF, ước tính Iran phóng khoảng 180 tên lửa đạn đạo. Và xung đột có nguy cơ biến thành chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, khi mà Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng Tehran phải trả giá. Trong khi đó thì Tổng thống Iran đã khẳng định rằng Tehran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ kiên quyết tự vệ trước mọi cái mối đe dọa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã lên án cuộc xung đột mở rộng tại Trung Đông và kêu gọi các bên chấm dứt mọi hoạt động gọi là leo thang và tiến đến thỏa thuận ngừng bắn. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền. Cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý thính giả, 8 binh sĩ Israel thiệt mạng khi giao tranh trên bộ với nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon hôm thứ Tư ngày 2 tháng 10, sau một ngày Israel loan báo sẽ đưa quân sang Lebanon, quân đội Israel cho hay, theo BBC. Lực lượng phòng vệ Israel được viết tắt là IDF, cho biết họ đang sử dụng đạn dẫn đường chính xác và giao tranh ở cự ly gần bên trong Lebanon và binh lính Israel đã tiến vào Lebanon được 1/4 dặm. Sau đó thì lực lượng phòng vệ Israel thông báo 8 binh sĩ của họ thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Đây là những binh sĩ Israel đầu tiên tử trận ở Lebanon từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Trong khi đó, thông tấn xã quốc gia được viết tắt là NNA của nhà nước Lebanon đưa tin 6 người thiệt mạng khi Israel tấn công một thị trấn ở phía nam Lebanon. Trước đó thì thông tấn xã quốc gia cho hay 3 người thiệt mạng khi Israel tập kích một ngôi làng sát biên giới với Israel sáng sớm thứ Tư. Sáng thứ Tư tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp gấp về tình hình Trung Đông. Ông Antony Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một lần nữa kêu gọi ngừng bắn, sắp hết thời gian, ông cảnh cáo. Israel đưa quân sang Lebanon tấn công Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, sau khi Iran bắn khoảng 180 hỏa tiễn đạn đạo sang Israel hôm thứ Ba, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel thề trả đũa, khiến cộng đồng quốc tế lo sợ chiến tranh ở Trung Đông sẽ lan rộng. Mời Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Như Tuyền. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Campuchia. Thì Campuchia vào ngày 1 tháng 10 đã tuyên bố rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ được chào đón đến thăm căn cứ Hải quân Brim của nước này. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, thì Phó Thủ tướng Campuchia là Sun Chathon đã khẳng định rằng quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể viếng thăm căn cứ Hải quân Brim sau khi
công trình này hoàn thành. Căn cứ hải quân Rim không dành riêng cho Trung Cộng. Trung Cộng đã hỗ trợ chúng tôi mở rộng căn cứ hải quân Rim vì mục đích quốc phòng, chứ không phải để Trung Cộng hay bất kỳ một quân đội nào sử dụng để chống lại một quốc gia khác, ông Sun đã nhấn mạnh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Sun cho biết thêm, khi căn cứ hải quân hoàn tất, thì lực lượng hải quân của các quốc gia có thể ghé cảng cho các mục đích nhân đạo, cứu trợ thảm họa hoặc là tập trận quân sự chung. Ông Sun khuyến khích hải quân Hoa Kỳ nên mang theo những tàu chiến nhỏ khi ghé cảng Rim, vì vùng nước ở khu vực khá nông và phương tiện của Washington có thể không qua được hoặc là bị mắc kẹt. Trước khi dự án nâng cấp căn cứ Rim do Trung Cộng tài trợ bắt đầu vào tháng 6 của năm 2022, thì cơ sở này từng là địa điểm diễn ra một số cuộc tập trận và huấn luyện hải quân chung giữa Hoa Kỳ và Campuchia. Các tàu chiến của Trung Cộng đã luân phiên đến căn cứ hải quân Rim kể từ tháng 12 của năm 2023 với mục đích huấn luyện. Và gần đây thì phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia là Malay Sochita hôm 4 tháng 9 cũng đã xác nhận là hải quân của nước này sẽ nhận được hai chiếc tàu chiến mới từ phía Trung Cộng. Trước đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin đã gặp giới lãnh đạo Campuchia hồi tháng 6 và thảo luận về việc nối lại các hoạt động trao đổi huấn luyện quân sự, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ. Cũng trong cuộc gặp thì các quan chức đã thảo luận về các cơ hội tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Campuchia nhằm hỗ trợ hòa bình và an ninh khu vực. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền. Thưa quý thính giả, Pháp hôm ngày 2 tháng 10 cho biết họ đã huy động các nguồn lực quân sự của mình ở Trung Đông để đẩy lùi điều mà họ gọi là mối đe dọa từ Iran, trong khi Đức cảnh báo khu vực này có nguy cơ bùng cháy sau khi Tehran phóng một loạt hỏa tiễn vào Israel. Iran cho biết vào ngày 2 tháng 10 rằng cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của họ vào Israel đã kết thúc trừ khi có thêm hành động khiêu khích. Trong khi đó, Israel và Hoa Kỳ thề sẽ trả đũa cuộc tấn công của Tehran. Trong lúc nỗi lo về một cuộc chiến tranh trên diện rộng đang gia tăng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào cuối ngày để thảo luận về tình hình leo thang, trong một dấu hiệu cho thấy các quốc gia phương Tây đang tìm cách đón đầu tình hình đang xấu đi. Và Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố là Pháp lên án cuộc tấn công vào Israel từ Iran. Pháp tái khẳng định cam kết tuyệt đối của mình đối với an ninh của Israel. Cơ quan này không đưa thêm chi tiết về vai trò của Pháp trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Iran, nhưng một quan chức cho biết Pháp đã tham gia chặn hỏa tiễn của Iran vào đêm ngày 1 tháng 10. Và Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp đã trao đổi với người đồng cấp Hoa Kỳ là Antony Blinken để phối hợp những nỗ lực ngoại giao và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Berlin với người đồng cấp của mình vào ngày 2 tháng 10. Và Thủ tướng Ý Meloni sẽ chủ trì cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 vào cuối ngày 2 tháng 10 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, văn phòng của bà cho biết. Bước tiến của quân Nga đang kiểm soát gần 1/5 Ukraine đã cho thấy ưu thế to lớn của Nga về quân số và vật chất khi Ukraine yêu cầu thêm vũ khí từ các đồng minh phương Tây vốn đã và đang giúp đỡ cho nước này. Trở lại với Đỗ Phúc. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến giới đầu tư trên thế giới, thì các giới đầu tư trên thế giới đang hồi hộp chờ liệu xung đột có leo thang và cảnh báo rằng việc Israel nhắm vào hạ tầng dầu hỏa của Iran có thể gây ra một hậu quả lớn. Vào ngày 2 tháng 10 thì dầu thô tiếp tục đà tăng giá của ngày hôm trước, trong khi vàng leo gần mức cao kỷ lục sau khi Iran tấn công tên lửa vào Israel, làm gia tăng lo ngại về sự leo thang ở Trung Đông. Theo hãng tin AFP thì giá dầu West Texas Intermediate tại thị trường Hoa Kỳ đã tăng 1.7% lên mức 70.98 Mỹ kim cho một thùng, trong khi giá dầu Brent đã tăng 1.5% lên 74.63 Mỹ kim cho một thùng. Nhu cầu về vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn và hỗn loạn, tăng cao và đẩy giá kim loại quý này gần mức kỷ lục. Giá vàng tăng 1% lên đến 2.661 Mỹ kim cho một ao, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.685 Mỹ kim cho một ounce. Trong ngày 1 tháng 10 thì giá vàng tương lai của Hoa Kỳ sẽ tăng lên 0.9%, tức là khoảng 2.690 Mỹ kim cho một ounce vàng. Trong khi đó thì các thị trường chứng khoán châu Âu và Hoa Kỳ cũng rung chuyển với các đợt bán tháo. Cả ba chỉ số chính trên phố Wall đều chìm trong sắc đỏ, với Nasdaq giảm hơn 1%. Thị trường ở châu Á thì diễn biến tốt hơn một chút.
Được biết vào ngày 1 tháng 10 thì Iran đã phóng 200 tên lửa về phía Israel nhằm đáp trả việc Tel Aviv đã giết nhà lãnh đạo của nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Lebanon. Mặc dù hầu hết tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn, hành động này đã gây ra sự lo ngại nghiêm trọng. Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh hơn và các cơ sở hạ tầng của Israel nếu bị tấn công, trong khi Do Thái thì khẳng định rằng Tehran sẽ phải trả giá. Câu hỏi nóng hổi bây giờ là liệu cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran có phải là phản ứng một lần hay là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn nhiều? Nhà phân tích độc lập Stephen Innes đã nhận định, cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran rất có thể nằm trong tầm ngắm của Israel. Việc tấn công vào ngành dầu mỏ sống còn của Iran có thể gây hậu quả kinh tế sâu rộng, làm leo thang nghiêm trọng, ông Innes đã cảnh báo. Trong khi đó, theo một số nhà phân tích trên thị trường cho biết, nếu vụ tấn công của Iran gây thương vong lớn ở Israel, nó có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Tuy nhiên, sau vụ tấn công thì không có thương vong nào được ghi nhận ở Israel. Đến nay thì giới phân tích vẫn hy vọng rằng vụ việc sẽ tương tự như đợt tấn công của Iran vào hồi tháng 4 của năm 2024 và không gây hậu quả lớn nào. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyên. Thưa quý thính giả, một bản tin có liên quan đến chiến sự của Nga. Thì quân đội Nga hôm ngày 2 tháng 10 đã tiếp quản thị trấn Vuhleda ở miền đông Ukraine, một thành trì trước đó đã kháng cự được các cuộc tấn công dữ dội kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện vào năm 2022. Bước tiến của quân Nga hiện đang kiểm soát gần 1/5 Ukraine, đã cho thấy ưu thế to lớn của Nga về quân số và vật chất khi Ukraine yêu cầu thêm vũ khí từ các đồng minh phương Tây vốn đã và đang giúp đỡ cho nước này. Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine cho biết họ đã ra lệnh rút lui khỏi thị trấn khai thác than trên đỉnh đồi để tránh bị quân đội Nga bao vây và bảo toàn nhân sự và thiết bị quân sự. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến Vuhleda trong báo cáo chiến trường hàng ngày của mình. Tuy nhiên, thì các kênh Telegram của Nga đã công bố video ghi lại cảnh quân đội vẫy cờ ba màu của Nga trên các tòa nhà đổ nát. Thị trấn này, nơi có hơn 14.000 dân sinh sống, trước chiến tranh đã bị tàn phá với các tòa nhà chung cư từ thời Liên Xô cũ còn hằn vết chiến tranh. Tờ báo Moskovsky Komsomolets cho biết lực lượng Ukraine cuối cùng từ lữ đoàn cơ giới số 72, một đơn vị nổi tiếng với sức kháng cự, đã rời khỏi thị trấn vào cuối ngày 1 tháng 10. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu chiến thuật chính của Nga là chiếm toàn bộ khu vực Donbass, gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk ở phía đông nam Ukraine. Nga kiểm soát khoảng 80% Donbass, một trung tâm công nghiệp nặng nơi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2014 khi mà Moscow ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ ở Kiev và Moscow chiếm Crimea từ Ukraine. Trở lại với Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Như Tuyền, và tiếp theo các bản tin thế giới là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên có liên quan đến cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã cảnh báo rằng thế giới đang tiến đến bờ vực thẳm thảm họa sau khi Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Vừa mới đây thì Iran đã phóng 181 quả tên lửa đạn đạo vào Israel, và tôi đã nói về thế chiến thứ ba từ lâu, và tôi không muốn dự báo bởi nó luôn luôn trở thành sự thật thì là một điều rất kinh khủng. Cựu tổng thống Donald Trump đã nói trước những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử tại bang Wisconsin hôm 1 tháng 10, theo Fox News cho biết. Ứng viên của tổng thống của đảng Cộng hòa cho rằng thế giới đang tiến rất gần đến thảm họa toàn cầu và chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm vì để cho tình hình chiến sự leo thang tại Trung Đông. Sau vụ tấn công thì ông Trump tìm cách làm nổi bật ý kiến cho rằng các nước đối địch không tôn trọng chính quyền đương nhiệm tại Hoa Kỳ và dẫn đến leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Đó là lý do mà Israel vừa mới bị tấn công. Cái gọi là kẻ thù không còn tôn trọng Hoa Kỳ nữa, ông Trump nói. Và nếu tôi còn phụ trách thì cuộc tấn công hôm nay lên Israel sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi thắng, chúng ta sẽ một lần nữa có hòa bình trên thế giới. Và tôi bảo đảm chúng ta sẽ có hòa bình một lần nữa. Hiện thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden và Phó Tổng thống là bà Harris Kamala chưa bình luận về các tuyên bố nói trên. Trong khi đó thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là Jake Sullivan cho biết quân đội Hoa Kỳ đã phối hợp với Israel để ứng phó với các cuộc tấn công này. Ông nói rằng Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã theo dõi cuộc tấn công và có phản ứng từ phòng tình huống ở Tòa Bạch Ốc. Xin được quay trở lại với chị Dứt Tuyên. Thưa quý thính giả, công nhân cảng đình công, người Mỹ lại đổ xô mua giấy vệ sinh.
Tình trạng thiếu giấy vệ sinh ở siêu thị khắp nước Mỹ đang khiến nhiều người lo lắng như thời đại dịch COVID-19. Nhưng hiện tại giấy vệ sinh thiếu không phải do hậu quả trực tiếp của cuộc đình công lớn của công nhân cảng hôm thứ Ba, mà do người tiêu dùng mua quá nhiều về dự trữ, theo CNN hôm thứ Tư ngày 2 tháng 10. Những câu chuyện thiếu giấy vệ sinh được đăng tràn ngập mạng xã hội hôm thứ Ba, kèm theo hình chụp kệ hàng giấy vệ sinh và cả giấy lau tay hết sạch. Và một người viết trên trang mạng xã hội X kèm tấm hình chụp kệ hàng trống rỗng. Người viết rằng, người ta mua sạch giấy vệ sinh trong siêu thị Walmart chỗ tôi sống ở Virginia. Thời tích trữ, giấy vệ sinh 2 chấm. Và một người khác viết rằng kệ hàng Costco và Target đang thiếu hoặc hết sạch giấy lau tay ở New Jersey. Một người khác viết trên trang mạng xã hội X như thế, cũng đang thấy người ta mua giấy vệ sinh và nước uống do cuộc đình công ở cảng. Nhân viên Costco nói với tôi, họ bán sạch, giấy vệ sinh bán hết sạch và giấy lau tay sáng nay cũng bán hết sạch. Nhưng cuộc đình công ở hàng chục hải cảng từ Miami tới Texas sẽ không hề ảnh hưởng tới nguồn hàng giấy vệ sinh hay giấy lau tay ở Mỹ. Đại đa số những sản phẩm này, có lẽ hơn 90%, được sản xuất ở Mỹ. Phần lớn số còn lại được sản xuất ở Canada và Mexico, nghĩa là hầu như chắc chắn được nhập cảng bằng tàu lửa hoặc xe vận tải, chứ không phải tàu biển. Hiệp hội rừng và giấy Hoa Kỳ, nghiệp đoàn đại diện các công ty sản xuất giấy, lo ngại cuộc đình công có thể ảnh hưởng tới thành viên của họ. Nhưng họ lo ngại về xuất cảng sang nước ngoài, chứ không phải nhập cảng. Nếu thực sự có ảnh hưởng, cuộc đình công ở cảng chỉ có thể làm dư thừa giấy vệ sinh ở Mỹ, chứ không thiếu. Có thể vài mặt hàng bị thiếu hụt do cuộc đình công, nhưng chủ yếu là thực phẩm dễ hư thối mà thị trường Mỹ phải nhập cảng, chẳng hạn như là chuối, vân vân. Chuối nhập cảng chiếm gần 100% số lượng chuối bán ở Mỹ, mà tính tới sáng sớm thứ Ba, hơn một nửa lượng chuối nhập cảng bằng đường biển bị kẹt ở hải cảng. Theo dữ liệu của cơ quan trang trại Mỹ, hơn 1/4 lượng chuối đó được đưa vào Mỹ chỉ qua một cảng ở Wilmington, Delaware. Trở lại với Đỗ Phúc. Quý thính giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo sẽ là thông tin thị trường chứng khoán cuối ngày hôm nay.